Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Đã rất lâu rồi mình không có video, bây giờ mình sẽ làm một đoạn video cho mọi người xem và ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ dùng hai cái này làm hai cái ván trượt tuyết nha mọi người. Nhưng mà nước Việt Nam không có tuyết, mình sẽ trượt đất cho mọi người xem nha. Bây giờ mọi người cùng theo dõi hết video của mình nhé, nhớ ủng hộ mình với mọi người cùng xem màn biểu diễn của mình nhé. Quá là phê mọi người ạ. Đây, đấy, mình về máy trượt hai phát mà nó hỏng hết thế này mọi người. Hơi bị phê nha mọi người. Mọi người mà xem thì nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ mình nha. Đấy, bây giờ mình sẽ trượt mấy lượt cho mọi người xem đấy nha. Mọi người, lúc nãy thì mọi người đã xem mình biểu diễn rồi. Bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng mình trải nghiệm màn trượt đất của mình nha. Bây giờ chuẩn bị nha mọi người. Bây giờ chuẩn bị nha, chuẩn bị đi chưa mọi người? Sẵn sàng chưa mọi người? Đi nha. Chuẩn bị mọi người, chuẩn bị trải nghiệm màn trượt đất của mình nha. Vẫn còn sống mọi người. Mọi người vẫn ổn mọi người nhé. Mọi người thấy phê không? Mọi người ngã sấp mặt luôn. Dưới kia có hai ông đang chặt cây nên hơi ổn chút. Vậy nha mọi người, video của mình xin được kết thúc tại đây. Mọi người nếu ai mà xem được video của mình thì nhớ chia sẻ và đăng ký kênh, like. Và đừng quên để lại một bình luận, ném bằng gạch mình hoặc là gì đấy mình nha mọi người. Cùng thì xin chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống. Và xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Đấy, đây là hai cái ván trượt đất của mình đây. Đấy, mọi người không khuyến khích mọi người làm theo nhé. Bởi vì trò này hơi bị nguy hiểm lắm mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình nhé. Chào mọi người.